Thế mà chúng ta sẽ quay lại gành đá hôm trước. Chúng biết do bận gỡ lưới thì không quay được cái gì cả. Thì cái gành đá này có một cái đặc biệt ấy, nó không phải là gành đá tự nhiên mà nó gành đá nhân tạo do bộ đội ngày xưa của chúng ta ghè đá, ghè bờ biển để mà chống sạt lở. Thì không có thể thấy là những cái tảng đá này ấy, nó tạo nên một cái dạng đá và vô tình ấy, nó tạo nên một cái hệ sinh thái nó rất là thú vị. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là gì, là rong rêu. Đấy, là rong rêu. Mình xuống xem rong rêu một chút. Từ rong rêu ấy thì nó sẽ đem đến những loài ăn rong rêu, và nếu quan sát được trong cái dạng đá này ấy, thì chúng ta thấy lác đác đâu đó những cái quần thể san hô khối cỡ vừa, những quần thể goniopora, những quần thể san hô não, san hô bàn, tất nhiên là lác đác thôi, nhưng mà rõ ràng là gì, là bởi cái địa hình được tạo ra như thế này nó trở thành những cái giá thể tuyệt vời để mà sự sống bám lên nó và lan tỏa, và sự sống cứ thế nó nảy nở. Nó đầy đở và nó tự nhân nó lên. Bên sẽ xem những quần thể san hô nhé. Và vừa rồi là những ví dụ về những quần thể Goniopora, Zeremifera, Porites. Thì cái đặc điểm ấy là, đầu tiên là về Goniopora thì nó cái loài nó thích cái dòng nước mạnh, và con thấy nó cảm giác nó giống như san hô mềm, thế nhưng nó không phải. Nó là một loại san hô có xương sọ, nó gọi là san hô cứng, và một loài trong loài san hô tạo dạng khá là quan trọng. Thì chúng có những cái cánh tay rất là dài vươn ra và ngoe nguẩy trong nước, đung đưa trong nước. Thì mỗi cánh tay như vậy chúng sẽ làm nhiệm vụ là tóm thức ăn phủ du trong nước và đưa vào đĩa miệng trung tâm. Còn những cái san hô khối thấy rồi, nó rất là đa dạng về màu sắc, từ màu vàng này, màu xanh đến màu nâu. Thì chúng đang ở đây, đang ở cái dạng thái kích thước là vừa, khoảng tầm 5-6 chục năm tuổi gì đấy, 3-4 chục năm tuổi thì còn lại khoảng đấy. Thì đây là những cái loài rất quan trọng, như hôm trước ba con nói là san hô khối đó chính là cái loài mà tạo dựng nền tảng của dạng. Thì ở đây thì san hô khối nó phát triển như thế này với kích thước vừa thôi, nhưng mà khi đến một thời điểm nào đấy thì nó phát triển đến cực đại và nó chết đi. Thì khi nó chết thì nó tạo thành những cái giá thể mới, những cái tác thể mới cho cả cái dạng này và tăng cái khả năng phát triển của dạng theo chiều rộng đấy. Và cũng thấy, con thấy đây là cái chúng ta rút được ở đây là gì, cái chúng ta rút ra được ấy, là sự sống nó cần có một cái nền tảng, nó cần có một cái giá thể. Ở đây là những tảng đá, ở đây là những khối san hô chết. Đó, bản chất sự sống là như vậy, nó cần phải có nền tảng. Thì chúng ta sẽ bơi hết cái dạng đá này. Đấy, và hôm nay ba cũng làm một việc rất là quan trọng nữa, nên là ba cấy cành san hô thử nghiệm ở đây để xem những cái quần thể san hô, xem những loại san hô trong chi Aucorpora ở đây, cụ thể là Nuicata và Microthamma, để xem nó phát triển như thế nào. Ta cũng thấy thử san hô ở khu vực này để xem như thế nào.
Triển rất là tốt. Đây là một loài có sức chịu đựng với người nhé. Điều kiện môi trường khá là tốt, nhưng mà phát triển chậm. Mặt chúng cũng rất là đẹp nữa. Nó như một cái kẽo, một cái bốn kèn lớn ấy. Rất là đẹp. Gió nó đang nổi lên, sóng nó lớn hơn một chút. Bây giờ mình bơi ra kia thì nó sẽ ngược dòng. Chúng ta sẽ bơi ra đấy một chút, xong vòng về thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đục quá, thôi có lẽ là ngày mai chúng ta tiếp tục. Không có quay thì không quay được cái gì cả. Mai chúng ta tiếp tục rồi. Còn chú thì chẽ mất giờ đón con. Về đã, mai chúng ta quay thêm nữa thôi. Đây là một tầm lưới mảnh khá là lớn. Kiệt sức rồi. Mai sẽ gỡ. Mai chúng ta sẽ gỡ tầm đấy này. Bây giờ chú cá hề cô đơn khá là đáng thương. Hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được người bạn đời sớm để về ở chung trong nhà, trong ngôi nhà hải quỳ.